Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Món Tây nhưng mà giao về Việt Nam nha. Thì cá em sẽ thấy là em ngược dao em. Ờ, nhiều khi bên Tây người ta dùng dao ngược. Em đố anh Luân với chị Mèo nè, thì ở trong một cái bếp phương Tây á thì người ta có gì ạ? Người ta sẽ có phụ bếp. Dạ đúng. Bếp trưởng và sẽ có phụ bếp. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ tuyển hai phụ bếp. Ok dạ, ok. Để mà cách xin giùm em. Vậy là đây là bếp phó. Dạ. Bếp phó. Và chúng ta đã đến với căn bếp chỉ có trong ẩm thực kỳ. Căn bếp mà không bao giờ ở yên một chỗ, đi hết chỗ này qua chỗ nọ. Dạ, Rít Phan ơi, có bao giờ em nấu ăn mình không nhúng được nữa với cái view này em mệt quá. Ủa? Em cũng mệt quá. Tại em nhúng gì nhúng nào. Em liệu đó chị á. Không có. Dạ. Em đã bao giờ nấu ăn trong một cái khung cảnh như thế này chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ mình thấy nên hơi như vậy. Làm sao có được, chỉ có ở ẩm thực kỳ thú. Và chúng ta đã rất khó khăn mới có được con cá này. Hôm nay chúng ta sẽ làm món cá cậu bé rừng xanh. Nhưng mà chương trình mình á là mỗi lần mình làm xong á, mình sẽ làm theo kiểu cái phong cách của ẩm thực kỳ thú. Nên là sau khi mình làm mình được quyền đặt tên. Dạ. Như chị Như đã đặt cho cái món này là cậu bé rừng xanh. Cậu bé rừng xanh. Cậu bé rừng xanh lạc vào xứ sở thần tiên. Một lát nữa Dương sẽ nói vì sao nó có cái tên đó. Ok. Rồi. Món này nó hơi phức tạp. Em nghĩ là em và chị Như cùng bắt tay vào làm. Vậy thì Chris ăn em sẽ đứng. Không, em nghe đồn có ai đó rất là rành về những món Tây. Rồi. Ẩm thực phương Tây. Trời. Thì hôm nay Chris sẽ làm một cái món về ẩm thực. Nghe cái tên thôi là đã Tây rồi. Chris Tạc Văn. Cái gì? Thì cậu bé rừng xanh đó thì em tay là tạc văn. Và món tạc văn hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn. Cậu bé rừng xanh lạc vào xứ sở thần tiên và tạc văn. Nhớ giùm tôi cái món này nha, tôi sẽ quên cái tên đó quý vị à. Okay. Bắt đầu nha. Rồi chúng ta bắt tay vào làm thôi. Và trong cái món này thì chúng ta làm chúng ta phải nướng. Thì khi chúng ta nướng thì chúng ta phải đặt cái giấy bạc ra và chúng ta nướng. Con cá này chúng ta sẽ cắt nó ra để cho nó dễ chín á. Vì cái lá chuối nó chín nhưng mà nó sẽ bị bể, do đó phải có cái lớp giấy bạc ở bên ngoài. Rồi, mình lót giấy chuối đây, lá chuối đây. Mình sẽ khứa con cá ra. Vì sao chúng ta nên khứa con cá ra? Bởi vì lát nữa mình sẽ làm một cái loại sốt. Để mình sốt theo kiểu phong cách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rưới lên đây và cuốn lại nước. Thì khi mà mình rưới vậy á, Chris, thì cái sốt nó sẽ sao? Dạ, thấm đậm sâu vào vô. Đúng tới rồi. Xương thịt. Đúng rồi. Của con cá này. Ủa, con cậu bé gừng xanh này. Sau đó mình sẽ cắt cái nấm. Nấm. Cái nấm. Bây giờ em sẽ làm cái sốt đó nha. Dạ. Trong cái sốt này thì mình sẽ băm xả đó nha mọi người. Đây. Em ơi. Dạ. Làm cho có ít đi. Băm xả đi. Đập dập dập thôi. Ủa vậy em phi hành tỏi đi làm. Đây em làm đi. Em làm lẹ lắm. Nhanh đây. Rất là nhanh. Quỷ dao này. Em ơi vậy nè cứ lấy tay ra. Hay quá. Không, nhiều khi phong cách bên Tây họ lấy cái dao nhỏ họ đập. Vậy hả? Trời đất ơi. Nè, chả làm gì đâu được Tây để đó. Cho phong cách Tây người ta làm phải không? À thì ra phong cách Tây giờ cũng học theo phong cách Tây. Dạ chứ đập kia là tới mai. Rồi. Sắc nhỏ được anh. Trời cái bàn nó lắc quá. Em ơi em lấy cái dao, lấy cái dao này bữa nè. Chris. Mình chờ bếp nóng, cái bắt đầu mình đổ dầu vô. Bốc dầu bỏ vô. Nghệ dữ vậy trời. Trời ơi, giờ em là yêu cái ẩm thực. Em đắm say trong lúc em làm luôn á chị. Hay quá à. Rồi, khi mà dầu nóng rồi, chúng ta cho hành tỏi vô. Bạn cắt rung quá nha. Em rung quá. Đúng là cậu bé rừng xanh, đu đưa quá. Thì chỉ có cậu bé rừng xanh mới chơi được với tạc văn thôi. Thêm đi, rồi. Đó, nghe mùi chưa? Dậy mùi. Rồi cho xin xả nè. Dạ, xả xong. Trời, công nhận em điêu luyện nha, làm nhanh thiệt. Thơm quá. Lúc này mình bắt đầu cho vô đây một chút xíu tương đen. Rồi,
Không, mình hơi hơi vậy. Một túc đó. Trời, chị. Sao? Tương hộp mà cũng có chua li mét nha. Có nghĩa là chua li mét bây giờ là bao thầu hết luôn tất cả các loại gia vị của bà nội trợ. Đúng không? Mình lắc đều, mình lắc. Đó, kìa. Đây. Rồi, một chút xíu sa tế tôm. Một cái món mà em thích. Đó. Rồi, đó, đó. Đánh không cầm giùm. Trời. Mình thấy nó hơi đặc á, cái mình cho thêm miếng dầu. Và chắc chắn mình sẽ thiếu một chút nước mắm mình dằn vô cho nó đậm. Luôn nghĩ là mình nên thêm tương hột nha, vì tương hột ăn ngon lắm. Chúng ta sẽ dùng một cái muỗng. Đúng rồi. Sau đó chúng ta đẩy vào đây. Sau đó chúng ta thổi. Nhiều đó không thấy vị đâu, thêm đi. Thấy. Ngon. Tuyệt vời, trời. Nói gì nữa. Gì vậy mèo? Ngon. Được rồi. Ok. Trời ơi. Em ăn đói thôi cũng được nữa. Ngon quá. Rồi, để đây. Rồi. Con gì bằng. Và sau đó chúng ta lấy thêm một cái tấm lá chuối nữa chúng ta để lên. Thưa quý vị, món này nhìn vậy thôi nhưng rất là dễ làm. Mình nhắc lại nha, chỉ có cần xào, xả, tỏi, hành và cho tương hột nè. Rồi ai thích sa tế tôm cho vô, chút nước mắm, chút tương đen. Và rồi mình nướng rồi đó. Nói chung cái món này đó là đúng là dành cho những người mà đi phượt luôn á. Em không nghĩ là chị cuốn mà nó đẹp vậy luôn á. Rồi bây giờ á, chị sẽ mang cá này nướng. Dạ, đưa em đi em. Không muốn, vất vả gì muốn, để chị. Muốn nói gì với bé cá không trước khi nướng? Cậu bé rừng xanh, hãy vào rừng và lạc vào xứ sở thần tiên nhé. Mọi người theo dõi nào. Đi. Trời ơi, bé cá nó nằm gọn gàng trong xứ sở rừng xanh. Bây giờ chúng ta sẽ tới với món tây. Rice can cook. Trời, em thấy mấy cái này là biết tây rồi nha. Nhìn nó tây đó. Món tây nhưng mà giao về Việt Nam nha. Thì cá em sẽ thấy lắm. Em ngược dao em. Nhiều khi bên tây người ta dùng dao ngược. Dạ, em bên tây thì em cắt dao bằng sống. Hồi đó em học cái món này ở đâu vậy? Em học của bạn em. À. Dạ, ở Việt Nam nhưng mà anh cũng biết nóng món tây nữa. Mà đặc biệt là món tây nhưng mà có gia vị của Việt Nam. Ồ. Vậy là anh kết sự hợp giao thoa đúng không? Dạ rồi. Chỉ có ở ẩm thực kỳ thú. Dạ cảm ơn. Em đố anh Luân với chị Mèo nè, thì ở trong một cái bếp phương Tây á thì người ta có gì ạ? Người ta sẽ có phụ bếp. Dạ đúng. Bếp trưởng và sẽ có phụ bếp. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ tuyển hai phụ bếp. Ok. Dạ, ok. Để mà cách cá giùm em. Vậy là đây là bếp phó. Dạ. Bếp phó. Còn anh là bếp rau hả? Dạ không. Anh sẽ cắt quả cam này. À, anh cắt quả cam. Thì quả cam anh sẽ cắt đầu cắt đuôi. Anh cắt đầu cắt đuôi quả cam. Dạ. Bắt đầu thái. Anh ta lấy vỏ. Dạ. Rồi. Để lấy muối ở phía trong. Lấy muối phía trong. Rồi. Dạ đúng rồi đó. Đúng không? Đó. Dạ, đưa con dao vô. Lấy cái muối ra. Đưa con dao lấy muối ra. Dạ. Đưa con dao lấy muối ra. Dạ anh để quả cam qua một bên. Để quả cam qua bên. Vậy anh phụ em chẻ quả này làm đôi. Ừ rồi ok. Dạ. Đưa cho anh. Rồi chẻ. Dạ xong rồi. Ủa, bỏ chị vô đây. Em sẽ bóp muối. Sao em gì làm vậy? Ủa rít. Dạ phụ bếp mà. Ủa em trả tiền để hai người làm việc này mà. Ở nhà gia đình em có hay nấu ăn rồi ăn những bữa cơm gia đình với nhau không? Dạ có chứ. Rồi em có hay sai vợ em giống sai tụi anh vợ không? Dạ có. Rồi xong em ngủ ngoài đường. Rồi xong em ngủ ngoài đường. Ồ vậy hả? À là mấy tối nay em ngủ ngoài đường đó em. Trời. Ủa rồi cái cá này mình để làm gì? Có sơ chế hay tái chanh gì không? Dạ có tái chứ. Rồi bây giờ làm gì nữa chị phụ? Dạ đây em vừa làm xong nước mắm. Ừ. Đường, tỏi, ớt. Xong chưa? Dạ xong bỏ vô. Rồi bỏ vô đây. Xong rồi mình quắt một chai tắc vô. Chai nước miếng cho chị Mèo. Đây đây chị dắt cho, dắt nghệ thuật. Đâu. Trời. Rồi xong.
bạn có thể lên làm bếp trưởng rồi đấy. Ủa, dễ vậy hả? Dạ dễ vậy thôi. Rồi. Ủa? Bây giờ em phải nếm thử cái này coi vừa chưa nè. Hơi thiếu một xíu. Xíu gì? Dạ nước mắm. Chị Mèo có biết á. Đậm đà từng giọt ngất ngây. Em đổ từng giọt. Món tây cũng có nước mắm sao em? Dạ có. Đó là sự giao thoa. Dạ chỉ có trong ẩm thực kỳ thú. Mà thường á nó giống như là một cái thói quen rồi. Khi đi dạ. đâu á mình ăn cái gì mình cũng hay thèm nước mắm á. Đi nước ngoài cũng vậy, phải có nước mắm. Dạ. Nước mắm nó làm cho đậm đà hơn muối đâu có bằng. À, cái gì mặn cũng không mặn nước mắm hết á. Dạ. Thôi anh thấy hình như là cũng đầy đủ rồi đúng không? Dạ. Em như vậy mình còn làm thêm gì nữa không? Dạ đâu có hết. Tại vì lúc nào á anh để ý nhà hàng Tây họ cũng trang trí rất là đẹp. Đúng rồi. Cho nên là anh phải chờ em một chút em vô em trang trí được. Hay ở chỗ là trang trí đúng không? Dạ. Mà đặc biệt cái sự trang trí của em cũng phải có sự giao thoa. Giao thoa là sao? Đó thì em phải có ô liu nè, có cam nè, có những cái món mà anh chị đã cắt sẵn cho em nè. Rồi. Và đặc biệt ở Phú Yên mình có gì nè? Mấy cái đặc biệt Phú rồi đó. Phú Yên hả? Phú Yên có rất là nhiều thứ đặc biệt. Em muốn nói về cái gì? Cái lá gì đó. À lá é. Nhưng mà phát âm cho đúng mà. Lá é. Lá é. Lá é. Phải bể lên. Lá é. Dạ đúng rồi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị trang trí, bỏ cái này ra rồi xong mình rắc này lên, trang trí đầy, bỏ thêm lá é là dạ. xong một món ăn dạ. đến từ phương Tây giao thoa ở Việt Nam chỉ có trong ẩm thực kỳ thú. Biết cái này đặt tên là gì rồi? Đặt răng lá é. Đặt răng é. Đặt răng é. Trời nha quý vị khán giả.